Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là nắp lưng của Samsung Galaxy A8 218 với tên mã là A530 đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn. Khi bạn có nhu cầu thay mới nắp lưng của Samsung Galaxy A8 218 vỡ lỗi, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên Samsung Galaxy A8 218 nói chung và phần nắp lưng vỏ máy của máy nói riêng thay mới cho bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua cái địa chỉ của Di động Cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với khách hàng ở xa có nhu cầu mua nắp lưng vỏ máy cho A8 218, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên từ Di động Cao cấp.vn sẽ chuyển đến tận địa chỉ hàng nhu cầu. Các bạn nhận được, các bạn thanh toán tiền thì bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và bạn.